Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái nội dung mà các bạn sẽ học trong cái bộ playlist giới thiệu về cách viết biểu đồ cột. Nhưng các bạn chú ý là các biểu đồ cột mà chúng ta sẽ đề cập trong cái playlist này sẽ là các biểu đồ mà không có time frame. Vậy thì thế nào gọi là biểu đồ mà không có time frame và tại sao mà mình lại phải chia đây ra là một dạng của biểu đồ cột mà không nói là biểu đồ cột nói chung? Thì các bạn nhìn vào, sau đây mình sẽ phân biệt hai cái dạng, đó là có time frame và không có time frame. Time frame là khung thời gian nha mọi người. Các bạn nhìn vào bên trái thì chúng ta thấy ở đây là một loạt các cái danh từ về food and drink, housing, clothing and entertainment. Nhưng cửa biểu đồ bên phải lại là không phải là danh từ nữa mà là các thời gian. Tức là cái cột màu xanh này là năm 70 của nước Pháp, tiếp theo là năm 80, năm 90 và 2000 của nước Pháp. Như vậy là nếu các bạn nối các cái đường này lại với nhau thì chúng ta lại có một các cái dây, đúng không? Vậy thì trong biểu đồ cột mà là có các cái time frame như thế này thì cách viết của nó cũng hơi na ná cách viết của một biểu đồ dây. Tuy nhiên, nếu mà các bạn nhìn vào các biểu đồ cột mà không có time frame thì chúng ta sẽ không có cái gì để mà tăng và giảm cả. Cho nên cách viết của các biểu đồ mà không có thời gian, không có trục thời gian như thế này, nó sẽ khác rất là nhiều so với các cách viết của biểu đồ dây hoặc là các biểu đồ cột hoặc là tròn bảng mà lại có trục thời gian như thế này. Đó, các bạn chú ý. Cho nên đây là lý do, đây là cái dạng biểu đồ mà các bạn sẽ tìm hiểu là cách viết mà các bạn tìm hiểu cách viết trong cái bộ playlist ngày hôm nay. Ở đây mình cần nói rõ hơn ra một chút này. Đó là các biểu đồ cột mà không có time frame, tức là không có thời gian, thì các bạn chủ yếu đó là so sánh thông tin, so sánh giữa cái nào là cao nhất, cái nào là cao nhì, cái nào là thấp nhất. Tuy nhiên, nếu mà các biểu đồ cột mà có trục thời gian như cột bên phải thì chúng ta có thể thay đổi, miêu tả những cái sự thay đổi. Tức là chúng ta có thể dùng những cái từ như là tăng, giảm hoặc là không tăng, không giảm chẳng hạn. Thì nó cũng sẽ dễ hơn rất là nhiều vì các bạn sẽ dùng được các từ vựng của biểu đồ dây. Bên cạnh đó, các bạn chỉ cần so sánh một chút thôi là sẽ có đủ một bài viết 150 chữ. Tuy nhiên, nếu mà không có trục thời gian như thế này thì các bạn chắc chắn sẽ không thể nào mà dùng được một cái từ tăng hay là giảm gì cả. Cho nên là chỉ có thể mà so sánh mà thôi. Cho nên nếu với các cái dạng biểu đồ này mà các bạn không thành thạo các cái mẫu so sánh thì rất là bất lợi, thậm chí là không thể viết được luôn. Ok, tiếp theo là mình sẽ đề cập đến những cái gì mà các bạn sẽ học trong cái playlist này. Đầu tiên, các bạn sẽ học những kiến thức cơ bản và cũng khá phức tạp nữa. Mình nói là cơ bản nhưng không hẳn là hoàn toàn cơ bản, tức là những cái cấu trúc như là so sánh hơn, so sánh nhất, thì mình sẽ không nói lại thế nào gọi là tính từ ngắn, thế nào gọi là tính từ dài, mà sẽ miêu tả, sẽ đề cập đến các bạn là cách viết một cái câu so sánh trong một bài viết task 1 nó sẽ như thế nào. Và mục đích đó là để các bạn sử dụng một cái các cấu trúc ngữ pháp nó thật là đa dạng nhưng mà phải thật là chính xác. Ok. Tiếp theo đó là các bạn sẽ học được một số cấu trúc ngữ pháp khá là tương đối là nâng cao. Nâng cao là bởi vì các bạn sẽ miêu tả những cái rất là nhiều thông tin. Các bạn sẽ cầm một bài rất là nhiều thông tin. Làm thế nào để các bạn có thể nhóm thông tin đó lại và miêu tả nó thật hiệu quả, chứ không đơn thuần đó là liệt kê các thông tin đó ra trên một tờ giấy. Ok, vậy thì đó là lý do các bạn phải học một số cấu trúc nâng cao. Và cuối cùng đó là các bạn phải biết cách để mà tư duy mỗi khi gặp phải một biểu đồ cột. Brainstorming process, quá trình tư duy. Tại sao cần phải học quá trình này? Bởi vì đó là khi trong một biểu đồ cột thì cái xu hướng hay là cái main feature của nó này nó không rõ ràng. Ví dụ trong biểu đồ dây thì cái nào là tăng, cái nào là giảm, và là cái nào không tăng không giảm, nó rất là rõ ràng. Nhưng mà biểu đồ cột thì lại khác. Các bạn cần phải chú ý đến những cái, thậm chí các bạn phải nhìn vào các cái số liệu và phải có góc nhìn nó tổng quan hơn một chút. Cho nên là mình phải tập trung vào một chút về cách tư duy trong biểu đồ cột để các bạn có thể miêu tả một cách đầy đủ nhưng mà có chọn lọc tất cả các cái đặc điểm chính của một biểu đồ cột. Ok, vậy thì đó là ba thứ mà các bạn cần phải tích lũy được trong cái playlist nói về biểu đồ cột mà các bạn sẽ học. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái quá trình học các bạn sẽ đi qua những cái video nào. Đầu tiên, các bạn sẽ học cách miêu tả một cái số liệu đơn giản, tức là một câu đơn và một số liệu chúng ta làm thế nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ học một số cái bài liên quan đến so sánh, nhưng mà mình sẽ không nói lại các cái công thức về so sánh mà mình sẽ nói cách viết một bài so sánh trong một bài writing task 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ học một số cấu trúc về nâng cao để có thể miêu tả một cách chính xác cái sự
tăng cái sự so sánh cho một bài viết. Ngoài ra thì khi miêu tả các cái số liệu phức tạp thì chúng ta sẽ học được thêm một số cấu trúc như là why, từ compare to, respectively. Cách dùng những cái cụm từ này nó thật là chính xác khi miêu tả những cái số liệu phức tạp, tức là nhiều hơn hai hoặc là nhiều hơn một số liệu. Tiếp theo có một số cái từ vựng, một cái số vấn đề nó hơi lặt vặt một chút. Ví dụ như là cách để mà các bạn chuyển một cái phân số hay là một phần trăm chuyển thành phần trăm hoặc là chuyển phần trăm thành phân số để tạo ra sự đa dạng trong số liệu. Tiếp theo đó là trong một bài biểu đồ cột các bạn sẽ phải gặp rất là nhiều các cái đối tượng khác nhau. Vậy thì các bạn phải có những cái đoạn mở câu để mà tạo ra một bài viết nó mạch lạc. Và cuối cùng chúng ta sẽ tìm cách để mà giải quyết một cái bài biểu đồ dây, đó là Expenditure of France and UK. Tức là cái sự chi tiêu của nước Pháp và nước Anh, thì các bạn có thể tải cái ảnh của những cái biểu đồ cột này. Bởi vì trong cả cái 10, trong cả cái 11, 3A, 3B nó là hai video. Trong cả 11 video này thì chúng ta sẽ dùng phần lớn là cái biểu đồ này, biểu đồ Expenditure of France and UK. Cho nên các bạn sẽ tải biểu đồ này về, thậm chí là in ra để có thể tham khảo nó liên tục và nhìn thường xuyên hơn. Ok, vậy thì chúng ta bắt đầu với bài 1 nào. Đó là Simple Data, miêu tả các biểu đồ đơn giản, biểu đồ các số liệu đơn giản.